test vợt sán đèn xu nha các bạn nha. Vợt sán xu mua 5 triệu 2 này, vợt xịn lắm các bạn ạ. Nhưng mà cái vợt này chuyên công sao, cái thanh này bé tí này. Đúng rồi, thiên công ấy. Nó lặng đầu, cái thanh này bé tí. Test, test tiếng âm thanh nhá. Test thử nào, các em phong lên đây anh đập. Và lại thấy bảo đánh khó anh ạ. Ờ khó lắm. Và đánh nhiều nó quen. Đúng toàn rồi. Đánh phụt thôi vì nó bé, chuyên công bé. Đấy. Đấy. Cho anh dưỡng test vợt nhé các bạn nhé. Không sao cả. Nhà nhiều vạt, cho anh Dưỡng phá dàn đi để tôi đổi vạt khác tiếp. Các bạn thấy anh Dưỡng đập thế nào? Mày ơi. Và chuyên công lặng đầu cán cứng, đũa cứng. Trúng người luôn. Mà đánh như là thích lắm. Đầm lắm. Một tội là chưa làm quen nên thấy anh Dưỡng đập trượt hơi nhiều. Hơi sót vạt. Ngoài. Nói chung là vật xịn đánh thoải mái không sao. Tiếp. Rộng. Làm tí là bán bằng hớ này. Đùa anh hớ. Anh làm tí gì đây. Em làm tí đồ hơn 100 nghìn. Thật cô em đang cầm cái vật trẻ 100 nghìn rồi. Cầm cái cán này xoay không lọc các bạn. Kiểu nó ham. Bây giờ biết đánh cầu lông rồi. Bây giờ vừa mới đến quán tôi đổi vật trong vừa lấy luôn. Cách đây 15 phút đến quán tôi mua. Tôi giảm giá cho 20% vì ông này trong đội cầu lông của tôi. Sướng, hắn sướng. Có vật đánh, vật kia hắn là cầm ngay đây này đang sắp tuột cả, tuột cán rồi. Nhất Nam nhá. Anh Dưỡng thì hôm qua đi đánh bóng chuyền, gào mạnh quá, bây giờ đang bị mất tiếng các bạn ạ.
đang bị khản. Đến lượt tôi test vạt nha các bạn nhé. Vạt mới rồi để anh Dương test trước. Sáng chưa đánh lần nào nhá. Vạt này sáng đan xong rồi tôi test luôn. À đây giày có ông mới đây. Kinh nhỉ. Mới luôn đây. Kinh nhỉ. Ui tất lại linh luôn. Kinh. Sáng toàn đồ hiệu luôn. Có mỗi quần áo là không phải thôi. Đập. Đấy đúng rồi. Phải đập như thế. Đập. Tiếp, hất luôn. Sán su mới tập chơi mua cổ vật 5 triệu này đúng tổ tài hết mức các bạn ạ. Hay là người có tiền thường đi gieo khác với người khác. Sáng. Úi giời. Mới tập chơi các bạn ạ. Sáng nó mới đánh được 2 hôm nó đã mua vật 5 triệu. Vật mặt bé nam đánh vật mặt. Khó lắm. Không, cái vật này là cho người gọi là những người biết đánh, gọi là đánh lâu năm rồi, người ta ke nó chuẩn. Mình mới đánh em mua cái vật đắt quá. Thông số nó lại khó quá, khó chơi. Vật tuy công mạnh nhưng mà phù hợp với những người đánh lâu năm để vì cái mặt vật nó bé hơn vật bình thường các bạn ạ. Đập. Toàn đập kẹt thôi. Tiếp. Đập. Đấy, phải tập đập như thế. Nam phải cố gắng lên em. Đập. Nam sợ rồi. Đập. Đừng dơ vào thế. Các bạn ơi, hôm nay sáng giày mới đánh tự tin lắm các bạn ạ. Sáng giày kiểu giày chuyên cầu lông ấy. Đôi này 2 triệu 6 à? Giống anh à? 2 triệu 9 cửa. Thế đôi anh 2 triệu 9 hay 2 triệu mấy? Đôi anh 2 triệu mấy nhỉ? Quên mất rồi. Căng lắm, đặt vào này sướng lắm. Nhưng mà khi các bạn đi giày cầu lông chuyên dụng của Mizuno thì đi tuyệt vời các bạn ạ. Đôi của sáng là 2 triệu 9 nha các bạn nhá. Màu trắng vàng. Đấy. Sáng nay Su mới biết chơi hệ cầu lông 2 hôm, đầu tư rất là mạnh mẽ. Người có tiền đúng là khác là bình thường thật. Thằng cu em đánh vật 200 từ bao lâu kìa. Giờ đến đánh được tập được 5 tập được 3 tháng như nhỉ. Thì bạn kia cũng tập được 3 tháng mới bắt đầu đổi vật. Mà ông này mới đánh được 2 hôm đúng mua vật 5 triệu luôn. Nhá, em để ý nhá. Nhưng cái vật đít đen như này đấy, là vật đẳng cấp. Vật cao cấp. Cao cấp của Lai Linh. Còn đít vàng là vật trung bình thường. Nếu mà vật đắt tiền nó đít đen các bạn, Lai Linh như thế. Đập. Đừng có lé em ơi. Thôi nha các bạn, tôi à thôi tôi để ở góc này rồi tôi ra đánh cầu lông chấp hai thằng này nhá. Đập toàn vào mặt hai thằng này hết nhá. Rồi ok. Chấp đánh 31, chấp 15. Chơi.
1 5. Chứ đánh là không thôi em ạ. Không đánh được. 2 5. Là cho 6 2. Sáng xe. Chấp 5 á? Chấp 15. 6 2. Mày là đập 36 46 các em ơi. Năm sáu hai này tôi đánh quá nhẹ nhàng các bạn. Quá quả cờ bạn không thế đấy. 75 năm xét. Sáu bảy ui bảy đeo hai này năm được rồi. Chín bảy á đâu bảy chín bảy mấy hôm thì này nha. Phải đồng nhầm mình bây giờ mình à, bây giờ mình chín bảy giờ không vậy các bạn kịp rồi đấy mấy à tám không anh nhé đấy giỏi quá một ngày một tám anh vừa xem cái này mà một tám tắt. Ôi giời, anh có lỗi rồi đi chứ. 38. Em đi chơi rồi. Không làm được không làm được kịp rồi đấy. Không làm được không làm thôi. Ôi giời ơi. 38. Không được. Liên mạnh đấy, anh thế anh giữa không đặt đấy em. Tăng nó được rồi. Thế rồi nhỉ?
Anh cứ nói cứ thật sự đi. Rồi 72. 72 mà anh lấy nào rồi nhá. Mày xếp cho em. Rồi 72. Anh tên 82. Thôi. Ôi giải thế nào ấy? 02. Rồi. Em 02. Chấp 15. Ui, quẩy này. Hai này. Ôi, quẩy, hai ra đánh à. Thôi. Chấp 15 quả bắn thú, hai thằng này hai thằng dài lắm.
cô mất nhiều nhỉ? 5-6 hay 5-7? Sáu bảy. Ô ngắn. 5-6. Thank you.
sao sao từ cửa khác đi mày, cửa hai, ok, tám, tám một. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.